Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương cho biết đã xác định được 261 người có liên quan đến 74 trường hợp F1 tại ổ dịch nhà hàng Thế Giới Bò Tươi số 36 đường Ngô Quyền của thành phố Hải Dương thông qua ứng dụng Bluezone. Hiện tại cơ quan này đã nhắn tin thông báo cho các thuê bao đề nghị thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương cũng đang đề nghị Sở Y tế và Công an tỉnh tiếp tục cung cấp danh tính kèm theo số điện thoại các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 để truy vết và thông tin lên Bluezone. Đến sáng 16 tháng 8, Hải Dương có 331.039 người cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm 19,42% dân số và xếp vị trí thứ 7 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, Hải Dương cũng đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19. Từ 0 giờ ngày 16 tháng 8, thành phố Hải Dương nâng cấp độ cách ly xã hội, thiết lập vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn và yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thực sự cần thiết.